ếch mơ mình khơi xong bây tầm mong khơi khơi nâng chọc lột tê mong khơi dương mơ ạch khơi khơi nhé mình trở lại khơi nhé mong khơi để bê chọc lột tê nâng dương thơ ấy tiện khơi nhờ ạ tê bê khát thức cho chọc đu thơ mong là miên đấy nè nhờ chẳng mà khám em toàn thiên sân than đã buồn mài vô hơi và buồn rồi hôn đòi ngày sợ chăm tục á lục bà lao nâng ấy lục chào lao đi một play nhóm lục chào lao và đừng lấy khắc cái an để lục lao là lao nó phải tư cho lao cả thích lên cả thao bạch đấy chứ và nâng này chẳng là lần đi bề kia tha không bằng cô là sâu nắng miền tại bay bằng cô tê tạm bật nâng từ nô dòng gần na nó vừa bài tôi vừa chưa đôi và men chưa đôi tê lịch kết ở lại lực phụng người tớ có lịch kết thấy còn vừa miền loạn chẳng ai ba gần na tham men nè bài chơi tê còn là rùm chầm đầy tỉnh tôi phần nô bàn chui khnì sờ động cô chơi chui sọc xài khnì sờ động bà tìm mê tụng mê cả bông trai sọc chụp ấy tràm cọc cái đi vông bây cả bạc triang ấy chè chùi khá nê dô đó đi chè sạc xa nà mẹ nế nhóm nó ọt mên màu lơ mà nẹ tê chùi tụng ọc nê à nâng bàn rì bàn rì bằng chân tê ọt rì chè à lơ mà khá nông chuyển đấy nè ca bầm ra mệt đa bị đa chia mẹng cô đỏ đầm thấy mà hà thái xua thạc tá bầm ra dặn mệnh khơi nhờ mấy bạn bầm ra cua ai bầm ra mơ khơi tròn ná bạn cua ai sẽ bay chết không ca bầm ra miệt đà bảy đà thì nhóm thơ mấy tớ bạn ơi kì cua bầm ra ấy nhổ nhổ mấy chì kì ro ngái cua bầm ra đấy cua đấy bạn cua ấy á miên nhôm mà nẹ nó cho nắm nhổ kế ở toàn màu tê cái chạm màu ngay tì bay kẻ lấy từ tè xong xa kế cái toàn màu nó nhũng từ sọc xong xa kế mẹ nơi của phốt sọc nơi của phông chám cái tân sấn là ngay tì bay bàn màu vậy nên cùng tục chạm mưa tà màu anh chi ơi là bao phung đúng không ạc qua khai môn son rồi đâu anh chăm về từ tè xong xa vì bạn thấy mà mạ nâng cu ơi cửa rút đây nhũng mẹ nhìn nhũng cu ơi cửa rút đây nếu mà đăng đếp bằng tay tí hai bằng hà thai ôi tí hai ngày nếp mềm thật xài thông riêng lộn à, mà nụ thai mà thai thai ôi tí thai chúc chúc hãy bằng hà thai thai mạch tử tí thì nó tiết ọt tật xây tàu tiết chẳng chả ơn kỳ chi đó vẫn đang nổ nổ nếp bùi dương máu xạ tôi chứ nhủ chết thơ giảng mích bố nực nông bê trái bê đọc lịch đọc cũng bốn lộp xong đây thà thơ để cro rô bàn mình nghi bàn miền tập phí nó lơ lộp này rộm bàn này tì muối bọc cả đây tì phí cả tà nhu cả tà vệ tì của bà rô này thơ năng nhộn tì phụ năng của bà rô này bọc cả đây có bà bà rô bọc cô để chia cả tà nhu cả tà vệ tì có bị bà rô hẹt đây bàn của bà rô mà lấy bộ bà ca rây và bà bà rô nè mọc tròn mềm tên đó nè nhổ chứ đa ơn tầm yên con pram nè và gọt chỉ lụi sở lãnh con ná riêng ngôn chiêng mình khàn nấy à thma ọt con nè bần à thma ai ti thành chân vì ai trơ khlạm bàn trơ tăng mở rối còn trơ thấm đọc ấy đây con pram nè ai miên sở lãnh con ná mũi ngôn chiêng con ná mũi mình khàn à lâng xua nhô mơ bận chân ọt ai chẳng ẩn rồi mà thọt khơi nhảy nhôm khá bà miên con nẹ miên trâu đã con nẹ miên à con nẹ có chi cái gì luôn chẳng đâu mà nhôm nhôm rồi mà sao đăng bởi nhôm sẽ đấy đăng cho bà thầm mộ ở từ kỳ riêng miên tích rồi ban chào con nẹ miên tiết bò là hôn à chào nẹ có màu bì nó sẽ rộng sẽ đấy kia chênh màu chiến tình nhôm này
tao không mất chết đấy, đại ngôn tao thôi chào anh, chào anh pin như vợ xả về đấy nhở. Anh đang nghe đây ta sờ lánh nhưng vợ smile sờ lánh smile ở đây nhở. Khá tiết cậu côn nè miên ạt sờ sờ lánh mà sờ lánh nè anh đặt nè cro nè nhở. Anh đặt chào anh đặt côn nè cro nè từ lui pin nè miên nè dùng ao nè cro. Bạn đâu chuẩn bôi kia nè miên lui dùng ao nè cro. Lui cho hàng co coi từ lui ao ấy đây sông sơn bấy phần lui là bạch ao hai đây bạc mà đắng vô bạc mà khơi dây bạc mà chẳng ai nhở dây bạc mà nó chẳng ai sông chết nơi chuẩn bôi kế bạn đòi chào tao vợ ăn miên ấy tao từ lui tí vì kê mau giờ mà ao chào bàn buồn của pong phải ăn của pong cái bài bàn pì pê bay pê đây ông giờ tới kê mình đồ áo có dây lùi cò cái áo gì đây nè vì chắc nè nhóm mẹ hãy xua ta sốc chết do ca cầm lắng nây ca sở ma tiên sân bọc luôn ấy nhảy đạch sân lùi kế đạch sân đấy đạch đạch tình yêu tiên yêu đấy đạch sân phải ăn đạch chứ sân phải bay đạch chứ đạch nó ta lột xong nó ta lùi bị bà mê giả cạ lăng tao đạch được nha đâu ta đầm bấy tại sự cái đây ảnh đất nên sự cái đây sẽ lành nâng miên mai ơ khá sẽ lành nè cỏ sao cho chết nè miên nâng chú môi nè miên lùi cho nè miên ơ nè cỏ đầm bay nè ná đầm bay con mẹ nế nhóm ta miên qua bà ca đây khá ti thơ khuôn ấy mình ơ cua chỉ ti cổ rút bà ca con mau vô con từ lụ miên á nhờ nhóm miên nè lụ con á và cả con mà vô con từ luôn hãy bà mình chân tế vô con từ nơi chủ mối nẹ chết khàng ta con cái thôm lát tăng tùm lực vì con đã kìa hãy con anh tế và con mà ban anh khuyên ban mau tế ạc chồng kia tế và nói tùm lực đã kì màu chẳng ai hãy nó có chết tùm miên tay dàng nà cả đói để mà thà cro nâng cro trong thà sở lãnh con ạc xmọ ở smile khné này nhở, chợ sờ lánh mình smile khné, shop ở đây sờ lánh nhở này, shop ở đây sờ lánh nhở này, hay con kha từ âu nâng cọt sờ vắng tuột con, sờ vắng về kha tuột cặp cặp mục ấy nó này nhở, tuột con nè, mai ở đây khăng âu vay con rồi chắp con bán vay thèm, vay ngọc shop của mới chọc của pu chả của mặt nâng vay ngọc. Tập khăn lấy mà vay con khi nào đang cho lên đi to con đằng tiên chưa đấy nhìn thấy không chưa đấy chưa lên lên từ lộ bạch như chôn bài chưa lên lên từ chưa đấy chưa đấy nâng chẳng ai ban đáp bạn nè rồi bập cả đây nâng ở vật trăng ở miền bắn tay giằng na cả đời bây giờ mà xăm bớt vọng xong đây tham mệt đa bệnh đa tu bây chìa à cơ đọc cả đảo ấy tu bây chìa chút cả đảo ấy tu bây chìa cách xa hao dạng na cả đảo ấy còn bớt đọc còn xa đấy cua quạt bây nâng cửa rút nâng phạt để bạt mệt đa bệnh đa bớt quạt chìa nẹ bàn ôi cũng nát mà lời dường tu à cơ đọc cả đảo ấy à cơ đọc cả đảo tại cua bẩm ra quát miệt ta bị tổ ốp than nắng nắng cua bẩm ra quát bay bay quát về xa quát tu bay quát là cọ cả đời đầm bay tìm tia xoài rọc giọt nở bon bờ ọt mai ọt ấu dương có ọt miền mộc mọt đài mẹ nế nhở nhôm khi nào hổng bon tầng ót nắng ạ tầng cào rung tầng nở lơ cả ấy tầng ót nắng bờ ọt mai hay ọt ấu bàn khlu này nà ruột nở miền ế miền ớt miền phê chế ớt mai ớt ớt miền mọt ế miền thì chi ế ớt là tổng ớt nó nghe nhở tổ ớt tổng ớt chẳng hãy bàn bờ rán lục chọn con bịa thả bong bệnh tư xâm bệnh bởi giam bong bánh chạm hà bà sát tờ nơi phí nông nhô con để dưỡng khơi thả con đại cua nâng cửa rốt cua nâng phải để bạt miệt đa vậy đá bê khắc cái khơi nhỏ nói nâng kê bong bong cháu có cái xóm cái lực khơi như rương nam mất cái xóm mai kê thầm ổng nâng khơi nhà kê vê tình yêu vì môn mất cái xóm ư kê thầm ổng
thì sắp mai kê cái sắp ư kê thì chong chăm tục tê na miên bán mình xây tự gì nâng ta nâng thơ anh chọc chập chư chập chật tái kê tơ sầm bè phải giam tơ cổ rốt bè nâng khẳng krao anh đang chung mô thần này anh kron ba ớt kron ba ớt tê nà nhôm nở ớt sơ cả nà sơ rộng nê có chi đấy nơ bỏ nôm nó khoan tờ nó bán cái cửa na vô rồi mà nếu ớt đấy không sơ cửa na đấy không sơ skoa cái niềm đó skoa tầm hai thay đó bạch skoa thma đấy bố lô bố mà gì bất đó thma bố là hộp đằng ngay sắc đấy vâng anh đang nghe đẹp mà lực lăng thật phê khắc cái sọc cái tờ thôi đặc hẳn khá cái mà thôi cho mỗi mai cho mỗi ẩn hãy lấy nhìn nhông à thma lượng bảo chân nhìn nhông chưa thầm miền đó chưa được miền rồi khai man san đó cái mình chơi được chết đấy vua ấy vua cái xóm cái thôn thôn nhà cả môn thôi kia của bạn chết pê chết này nhở mẹ về cả miền trên đây là ư hay mày mai nơi chửi môi con lồng bạ về tận đi ư từ vô của con môi tiệt vô của con môi tiệt hai mà vay từng mai vay từng con là con đang thôn đang sọc rồi mỏ chầm mơ nhôm sừng kẹt mơ sọc nó khơi mà đong đong nó khơi tầm mai đấy sọc ư đúng không thấy là thôm láng ở đây sẽ lánh ư ở sẽ lánh cao tế vụ ấy vụ nơi đây cho môi mãi khơi tầm ư thơ bạc mãi ư khóa từ vay mai con từ dung áo mai nó dung bình tế tại ư chỉ là lực chật lực đầy lực chương từ vay mai nó cao thầm ấy bị chạm tục ấy nhớ thầm ấy chạm tục chân mà lực lang tròn đấng sống phá đâm từ nhôm pro bom pro phôn pro nhôm ta nhôm pu nhôm bom ấy tổng óc bà vay của con vay con còn bạch vay ấy cái lo con cái chăm tộc vô dưỡng mến khăn là hôn đấy nè nhổ dưỡng mến khăn ban đời chết sập cho năm ấy nè ta hà dục chết sập học sập bay xong tô hay ta con bia cả lo hay toạt cạp cạp múc nhôm còn khăn thì mùi kê tiết ọt bàn tê chẳng bật đoàn ba còn khăn đã kê ở sao sắp chết thơ ở con từ nan nó khơi dương là hốt nhau nhau mấy từ nan ở con nó khơi dương là hốt mà em đang bàn này hộp ấy ô ơ lại ừ đang bàn này hộp anh đi hay đẹp dương thơ ở vừa xưa rồi tại chết kê bong bếp kê tơ xâm bèo bởi giảm ta ở đường bong bếp xâm bèo bởi giảm nó còn bật lo đây mày ơi anh ấp thơ từ thơ cho mỗi nẹ cao có ăn lo đây xong khăn để lượt lượt mà ta bầm ra mẹ đa bởi đa chứ mà cô đọc đóng cứ tùm lúc bầm rong chăm mẹ đa vậy đa tớp nọ mọc nơi mà cô đỏ đông bà tớ xong phép vì giáp ọt kết mẹ đa vậy đa mẹn mà cô đỏ đông ấy bong panh chạm ha bà sát tớ nơi phí phân ông bong panh chạy nâng vừa pram bà sát nâng chạc khô bà sát sao tạc bà sát đó khiên nẹ bà sát chi bà hà bà sát cài cho bà sát tớ có hắn đi mai ơ nè ào bỏ bong à phim để mai ơ bàn ơ đi tớ nơi phí phân ông mai sạp bà sạp tớ ừ sạp và sạp tôi sửa khăn mày không ấy ừ không ấy miền ấy hộp bà này mày và cá ừ và ọt là nâng ấy cái hạt bóng bánh chạm hà và sát từ nơi bây phân hồng giờ lấy nhồm si sọt sọt đó ấy nó xây nó sọt si si sọt nó nhóm ạ giờ lấy nhóm giờ lấy anh đang đôi khăn này nhóm tay dàng na cả đói con từng lại chạm tục tha tôi bay quạt scoot cả đói tôi bay quạt cài cả đói tôi bay quạt sa hai giang na cả đời bầm ra quạt chỉnh chăm quạt tầm đâu bầm ra quạt ọt lẹ nở ruột tê này nhôm nè mình lẹ nở ruột tê quạt bàn ơi cũng nát dơ quạt bàn chỉnh chăm bầy bạch để xài dơ bờ quạt ọt bàn chỉnh chăm dơ tê quạt trâm ta ao chiết tê con cọ con bàn mọc đời xá tại quạt bàn đo cũng nát ở dơ ruột riêng miên chỉ vật hay bờ dơ quạt ọt miên ông bậc ca ra con tê tại quạt miên chiết thì con đại dương tại mà quạt miên chiết thì con phong ông bà ca đã con phong cua bẩm ra hơn nè còn mày cọ sơn đạch bông co mình xua mày mà mát bà bôn cọ tầm mà khu mày chơi ôn xua luôn này từ bé ta ôn nó cọ khăng cọ tầm mà khu sao mày cọ sao dạ cọ xua mà mát anh đừng mình khó anh bao đi nè nhôm nữa tầm xuống tè sang là xây tập ọ khăn pi thì thôi tiện cho cả đá là tre đấy khúc rang này lớ khúc rang này lớ hay nát tập đi lúa nhổ một ọ mà lẫn mè đấy nhổ ắt xu anh mà mẹ co à cứ sang là xây ọ ắt xu mà mẹ
mẹn ấy mẹn chân đấy cứ bầm ra mẹ đa chia mẹn cô đỏ đỏ bầm ra đôi phải chạy buồn nè dương rút đôi phải chạy buồn bầm ra đôi chơi và ra dương miên ao miên sầm liêm pét coi đời xa té mẹ đa vị đa mẹn chân ở nhôm mà dương miên bay hốt bị tối coi đời xa mẹ đa vị đa dương miên tiền nâu vì tôi còn đời xa ta mẹ đa vị đa dương chư còn do dương tập pet đây cái liên tập cái sự chuyện này còn mẹ đa vị đa dương cả cua còn bay tôm lục vùng đông mẹ đa vị đa đời bị chạy buôn vùng ra còn thấy phong sầm đây cả chia mèn cồ đỏ đậm mén mén cồ tích tôi tiết đỏ đậm đỏ đậm cứ một cồ nẹt vùng ra mẹ đa rồi mén nằm mót nơi mèn cồ đỏ đậm cho năm mấy mình cửa đốt tiêu đa càng cao cả hay cho mình tự phun phun sạch nơi vật có hay cho mình tự xong bệnh có hay cho chúng tự tê và đá mai tê và đá ấu ngu tất ai tự bệnh mai bệnh ấu có chia mẹng cô đỏ đỏm đài xô mẹt nằm mô tử nì thêm cả nà riêng rộp bệnh nè và kênh bệnh mà hạ thay chui bạch như khí nếp hò xô mẹt môn xô mẹt nằm mô tử nì xa thu tiên đòi cả bỏ trái đầm kia sạch đầy đỏ tì ruột của ôi chia tì chạp ả rộm này xạ vật ngạc chuẩn chẳng ọ nâu tì nịch bàn cả chật chết đẹp là chẳng phục cả lực lăng nâu chùm nó chom chom nà đen á nâu rừng rau để lọp chuốc lọp khơi nàng bịa bẩn đất chăn cán lục thà khàn khơi mục mái khmiên tổ tổ ấy công tệ bạc mục đấy âu hoàng à khàn khơi mục mái khmiên bành há công tệ bạc hẹn tra mai bị tui nè vậy chị chẳng về hai chị ai miền chân mến á thế đó đôi bọn lực làng chăng chị đừng mùi đài của ôi dương chạp rong của dân miền ca bị chán na phải lần vinh nục nông đầm nào để dân miền ca ôi dùng khóc hết đấy nữa nên dùng khóc trên tu tâu mình nông dân đòi tràn rương đài lọ rương đài bẩn đất sờ sờ đôi chị thôi ắt cao thế đôi chị thôn đây đôi chị yên khmer đôi chị bọn bạn thơ đấy bạn thơ đấy nè đôi nục nông bịt ngày mình chẳng nhông cái nào mau ban khơi những tin sự cam một hiệp nục nông bịt thi bon đài ở lô ban thơ đi nâng chia bị sai cư ông ba sự ca sập xì nè nhông nấu khăng mộc này quạt gầm chua chật khăng dùng liền dùng hay ông phó có dùng đây nè trình thực này khăng khăng uốn đầm có chẳng bằng tham hết để phơ ở dân bàn trình thực này như miền hai pí đến là sờ bài khăn pí của trình thực này cắt tục khăn pí của trình thực này chẳng rồi đó là khơi pí sờ cam một phiệp côn phơ nôm phơ đỏ đôi tham mà chỉ vẫn còn ở đây bàn khơi nhất á nàng nhung dân kết ai dễ thành chân của bác bán mến cầm thi ngày đang thơ hay năm khỏi rư cò thẳng khai khỏi mót thơ tiết mình mà chưa tham mình nghỉ miễn đấy mình nghỉ miễn thế chân cư chỉ pê vì lia mũi đỏ vì sao nè ngày đi cò chỉ ngày mũi đây bật cò tôi đòi áp hi lệ khát tạ sầm mai đỏ đông mặt đông xong rồi sao nó không nông quân sát na nhung khán à đang bàn đằng năm pi rừng cua xa ấy nâng nhôm mình cọt chè ba sợi cà ba sợi ấy cọt đo hơi nâu sạ là nạ côn chè nẹ cua chè ti cờ rục này côn pro côn sợi nâng bàn chè đàn hay chè vì sai cứ côn pro côn sợi ấy côn khumui cọt nâng cọt chè nẹ miên sợi thiệt chè đặt la chẳng chè đàn đai đôi ôm ba sợi cà chài chôn ấy đai chè mặt đai đai thôm á đấy nữa nâng cọt cọ chè nẹ bàn vơ nâu ô bà ca đẹp côn đọc mùi khui nó có chứa ra đẹp đẹp cái này hay mà là hơi bàn chỉ ổn lúc đang ổn prăng prăng nà
ណាប្រឹងប្រែងគិតគូខ្វាយខ្វល់ក្នុងកិច្ចការអស់ពេលយូរយូរថ្ងៃហើយដែរណាទៅគិតជំនុំដាក់ថ្ងៃជាមួយខ្ញុំកណានឹងរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យកតញ្ញូជាមិនបិជនដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់បានសុបាយបានអាយុវែងនៅក្នុងពាក្យនៃ អ្នកប្រាជ្ញលោកថាបើចង់ដឹងគុណម៉ែឲ្យសូមឲ្យជីកឲ្យជ្រៅបើចង់ដឹងគុណឪក្រាបសំពះបើចង់ដឹងគុណព្រះសូមសំពះកំងើបណាចេះនឹងដល់យើងជីកឲ្យមែនតែបណ្ដឹងតែបើសិនជាយើងជីកល្មមល្មមតែតិចតួចហ្នឹងមិនបានដឹងទេ នឹងនៅក្នុងពាក្យលោកអ្នកប្រាជ្ញលើកបានលើកឡើងតាបើអ្នកអាយុ20សូមអ្នកលីកិត្តរិះរេកាលយើងបាន3ខែតើម៉ែយើងធ្វើអ្វីខ្លះហើយកូនប្រុសស្រីហើយកុំរងើយចូលរហ័សម៉ែឪនៅលើផ្ទះអ្នករវាសន្សំបុណ្យមហោប បានមហោបាយចំណៃកបជូនគោរពអ្នកមានគុណជូនគាត់ពីសាមុនអ្នកបានបុណ្យជាប្រកតសម្ពតឲ្យស្លៀកពាក់បើប្រឡាក់បោកហាលបត់រៀបចំល្អមត់ចត់នេះជាវត្តកូនទាំងឡាយនឹងវត្តកូនទាំងឡាយគឺនៅជិតយើងហ្នឹងទេម៉ែឪហ្នឹងគឺជាព្រះរស់ជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះជាព្រះមានតាជាមានភ្នែកមានពងកអី នៅមើលឃើញយើងធ្វើសកម្មភាពសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់យើងអាចស្វែងយល់សិក្សាអំពីដំណើរជីវិតរបស់យើងអ្នកអ្នកគ្រប់គ្នាប្រកាសជានឹងបានដឹងច្បាស់នៅក្នុងគាថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងរៀបរាប់ជាប់តាក់ទងរឿងមនុស្សល្អហ្នឹងច្រើនណាស់នៅក្នុងសារភាំងកសោតក៏និយាយ អំពីមនុស្សល្អនឹងមនុស្សល្អគឺជាមនុស្សដែលបានបំពេញការងារដោយប្រពៃមានការដឹងគុណតបគុណអ្នកមានគុណលើកខ្លួនអីហ្នឹងគឺជាការងាររបស់មនុស្សល្អនឹងការដែលបុគ្គលមានប្រាជ្ញាពិចារណាដោយប្រពៃមានការសែបគប់មនុស្សល្អដោយមមួន មានការធ្វើកិច្ចដោយគោរពដល់បុគ្គលដែលមានសេចក្តីទុកកើតឡើងនេះគឺជាការងាររបស់មនុស្សល្អទាំងអស់ទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវ័យនេះអាយុរបស់អ្នកមានគុណនៃអ្នកម្ចាស់បុណ្យទាំងអស់ក៏បានចូលច្រើនឆ្នាំដែរហើយគាត់ឃើញអំពីម៉ែឪមួយចំនួនម៉ែឪរបស់កូនប្រុសកូនស្រីមួយចំនួននោះគាត់ ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅម្ល៉េះហើយកូនប្រុសកូនស្រីគាត់មានសតិមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរំលឹកនឹកឃើញអំពីការប្រែប្រួលការមិនទៀងរបស់សត្វលោកអញ្ចឹងបានជានាំគ្នាមនីមនីរូតរះធ្វើបុណ្យទៀតធ្វើបុណ្យជូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានសុខសប្បាយនិងបានត្រេកអររីករាយនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់គាត់ ពុកនឹងម៉ែចេះតែចាស់ប្រកបណាស់ច្បាស់ជាប្រត់ខត់មិនបានកូនត្រូវនាំវិជាមកដាក់ប្រានទៅកូនបានទីពំនឹងពឹងអាស្រ័យនឹងគឺការលើកឡើងមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាអស់លោកទាំងអស់គ្នានឹងអាចដឹងថាការដែលទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភបំរើមេត្តាបិតានឹងទទួលផលកម្រៃយ៉ាងណាគឺប្រកបជានឹងបានដឹងហើយ នឹងផលអានិសង្សនៃកតញ្ញូអីបាននោះធ្លាប់ស្ដាប់លោកទេមកញឹកញាប់ហ្នឹងសកែវង្វែងយើងឆ្នាំនេះក៏មានច្រើនដែរណាបីបួនមកហើយមាននិយាយមុំលោកយាយគីលោកតាសុទ្ធអីហ្នឹងអានិសង្សនៃកតញ្ញូហ្នឹងក៏បានឆ្លៀតសម្ដែងលើកឡើងមកជារឿយៗដែរហើយបើសិនជាលោកអ្នកទេមិនសូវហ៊ានចោលទេ នឹងមិនសូវហ៊ានចោលទេព្រោះអីគាត់ខំធ្វើហើយដែលគាត់ខំធ្វើបុណ្យហ្នឹងត្រូវតែឆ្លៀតលើកធម៌ហ្នឹងមកសម្ដែងឲ្យគាត់ស្ដាប់ខ្លះនឹងដូចជាជារឹសគល់នៃកុសលធម៌បុណ្យកុសលកើតព្រមដោយសារជាអ្នកមាននៅកតញ្ញូកតវេទីនេះឯងនឹង
chấm cua mang cua chia bật to tiết cái nào đọc là rừng mang cua ti ti pi năng ti bay năng mình chia sân đài vui xong rồi bọn bỏ sài rừng kia sầm khăn vô chấm nói khlâm khlâm mà bỏ để giải làm nhiệt nhôm từng hỏi bàn vô bàn chia phòng xong ăn nụ màu từ này phần tê mà thì để bỏ bật bề mà thay đỏ chấm ra sa thủ vô ba lộ ba nẹt sa thủ sập bờ đó bờ sậy từng ốc khné à lấy chôn mèn cột và tò nòng kia thàn nắng cứ mèn cột tì pì nằng mèn cột tì bầy mình ở du tên tịnh tịnh lộ thàn tịnh 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 đó à chọc mình nhập từ cổ chế tiện đăng cả lại nam toàn ban tê xu thế rồi ngày nay cô chế lần bay cái đây à cô chế là oh chuyện chuyện nêu và sơ đồ làm sơ hòn nhìn nhau mới đẹp hà thay lực làng bành mấy nhở lục thà khàn khơi một mai mình đặt tòa ấy cấm ao để bạt một đây ở là ngà khàn khơi một ư miền bành hà cấm để bạt hệ tra mai mì túi bạch mai có bạch cho bạch ư có bạch cho công tập bạch mai mì tui tập bạch mai mì tui và còn chia và học ta anh đứng thấy đây để lực lang mau chia bành hà bị cha đầm na thằng học này anh lấy chỗ đo ca sừng cua bật đồng phe để gì còn chia bằng cua đỏ đồng đi sầm đau từ lâu pro nhau che sừng cua bật che sừng cua phe để gì cất cất mơ tới thọ bệ và ông sầm đáy đôi chim mình khóc toàn sầm máy là hốt nhau và ông đăng thả mình ông pro nâng và cọt chia miên khắc cứ chết mình sọt cho môi của pon đây chắc ban sầm đáy thọ nâng thằng là ná che sừng cua bắt đầy phe đầy dĩa nè đăng chia mảng cột lại bàn mảng cột đỏ đỏ mà vừa chia ra là mình sơn sừng cua hết này nhở nhớ mấy con gồm sân sừng cua, bộ pon gồm sân sừng cua. Chưa ăn tại bộ pon sầm ma tật thế, châu vạt châu bát ở đấy chưa ăn được phạm ở kho này nhở? Kho hề, kho. Miền bao sợi kha, trong từ vạt từ lui ở đây, tận ở đây và từ bạc, từ hữu từ vạt. Tạm mau nó rờ rương tiền à nên tôi chuyển chân tôi với nhẹ nhau mà vót đôi ạt sơn sọc này mẹ này nhở mẹ này sau mấy con tật cá miên rương che đây một con đang cái sọc này và ông sầm đây một đốt lơ pon nè hay nồng phe để gì á để quạt bẩm ra càng yết tia được bao sộ mà nè sẽ thấy á ta là pe quạt vơ nước non bẹp bờ đông mà đi chụp vé miền bị thi mà ho sờ từ